Danh hài Trường Giang chính thức là thành viên đầu tiên của Ránh Em Em Việt Nam mùa 2. Sau nhiều lần ấp mở, nhà sản xuất của chương trình đã chính thức công bố thành viên đầu tiên, chính là danh hài diễn viên MC Trường Giang. Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. Thậm chí một số cư dân mạng còn hoài nghi về thể lực của Trường Giang khi phải tham gia một chương trình có nhiều hoạt động như vậy. Ngay khi ban tổ chức xác nhận thành viên đầu tiên đã gây ra làn sóng tranh cãi, một số khán giả cho rằng Trường Giang cũng từng tham gia nhiều chương trình vận động rồi, nên không cần phải lo lắng về sức khỏe. Bên cạnh đó, anh cũng là người nhiệt tình, vui vẻ, đảm bảo tạo được tiếng cười cho chương trình. Đồng thời, một số khán giả còn cho rằng sự xuất hiện của Trường Giang sẽ biến game show Running Man thành 7 nụ cười xuân. Thông tin này khiến các fan của Mười Khó vô cùng sung sướng vì sắp được gặp thần tượng ở show giải trí cực hot này. Tuy nhiên, một bộ phận fan của nghệ sĩ khác có phần bất an, dù không gọi tên, đó chính là Trấn Thành. Trấn Thành là một trong những thành viên năng nổ nhất mùa giải đầu tiên và được các fan ưu ái đặt cho nhiều biệt danh như Đuông Dừa, Khủng Long. Tuy nhiên, khi mùa 2 rục rịch trở lại, nhiều nguồn tin cho hay Trấn Thành sẽ bị thay thế bởi Trường Giang. Nguyên nhân được cho là một thành viên chủ chốt của mùa 1 muốn thêm thắt người nhà vào bành trướng thế lực, trong khi phía nhà sản xuất tối kỵ việc nâng đỡ công khai như vậy nên đã loại người này ra khỏi danh sách mùa 2. Nhiều người đoán rằng cái tên được nhắc đến ở đây chính là Trấn Thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.